Chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây Aquatic Nhật, chất lượng tốt mà giá rất là rẻ nha anh em nha. Sở dĩ mình nói chất lượng tốt thì mình thấy cái cấu hình nó rất là cao, nha anh em nha. Mặc dù cái tem nó rớt đã mất tiêu rồi, tem nó mình cũng thấy, nhưng mà thấy cái gối cần này với cả nan chỉ rồi nó làm nó rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn với cái âm nó ra rất là hay. Đàn này giá chỉ có 1 triệu thôi nha anh em, 1 triệu đồng thôi. Một cây đàn Nhật mà giá chỉ có 1 triệu đồng thôi. Ngoại hình nó thì có xước sát và có sửa chữa nha anh em nha, cho nên nó rẻ, còn chất lượng thì nó ok lắm. Nếu anh em mua cái đàn này về để tập chơi, để ăn nhậu, để ca hát, để chơi kiểu giả chiến á, thì rất là ok luôn. Tại vì nó hay, nó tốt, phải chấp nhận ngoại hình nó xấu và nó sửa chữa cho nên nó rẻ nha anh em nha. Mình quay tổng thể rồi mình quay gần cho anh em coi. Cái đàn nó mất tem nha, anh em đừng hỏi mình cái đàn này tem gì, seri gì mình không biết đâu nha. Đây nè, đàn Nhật nè, cái hiệu nó đây, Hoyaka gì đó nha. Còn giữa nó có dòng chữ gì đó. Rồi. Cái ngựa này mình đã hạ rồi nha, cho nên cái action nó êm tay lắm. Mình đã hạ thấp, mục đích hạ thấp cái ngựa này xuống để cho cái này nó êm tay nha. Mình chơi bây giờ nó rất là êm rồi, nó thấp cỡ tông chuẩn hoặc thấp hơn cái độ chuẩn nữa nha. Vấn đề thứ hai nữa, chỗ này nè nó bị cấn miếng rồi, mình chà láng nó luôn, làm đẹp luôn nha anh em. Chỗ này sau này anh em chơi mà anh em muốn gắn cái EQ, quất cái EQ vô đây che nó lại nha. Tự nhiên nó rẻ mà, cái này để ăn nhậu chơi ca hát là thoải mái nha anh em nha. Ngoại hình nó xấu, nó xước xác, còn lại là không bị vấn đề gì nữa nha anh em nha, chỉ có vậy thôi. Ok, ngon lành hết nha. 1 triệu đồng rồi, mình sẽ quay gần mình test cần phím anh em coi nè. Anh em coi nè, xước xác cũ nha, rất là cũ, đàn Nhật mà anh em, nó lâu năm rồi. Rồi còn cái bếp xử lý lại nè anh em, rồi láng nha, láng mịn nha. Cái này thường thì người sơn lại luôn cũng được, rồi sơn lại thì nó tốn kém chi phí, tốn thời gian, cho nên thôi bán rẻ luôn đi. Nhiều khi anh em về chơi cũng chả quan trọng đến chuyện đó, chỉ mình chơi ăn nhậu chơi ca hát mà, để đánh giả chiến này kia. Lưng nữa nha, chày miếng đó. Còn ngựa gà ngựa hạ thì đẹp rồi, không có vấn đề gì để nói hết á. Action êm nha, phá quá zin, phá nhật, phá nhật zin nha anh em nha, phá nhật zin. Đo action em coi, ngày hạ xuống rồi action nó ok lắm. Đây nè, chuẩn nha đó, chuẩn, hạ chuẩn để anh em chơi cho nó êm tay chứ không gì hết đó. Rồi mình test cần phím cho anh em coi, âm nó thì tuyệt vời. Đó, cần phím là không lúc nào lỗi nha, không lúc nào bị rè bị tẹt gì hết. Mình đã hợp âm anh em nghe, phải nói cái âm của nó nghe rất là hay luôn nha anh em, ngoại trừ cái vấn đề nó xấu ra thôi thì chất âm của nó thì tuyệt vời nha anh em nha. Mình rải hợp âm nhẹ đều cho anh em nghe, giá thì quá rẻ luôn. Cái âm nó rất là thanh nha, rất là thanh, tiếng rất là sáng. Ngâm chặn bấm cũng rất nhẹ nha anh em nha. Rồi, cái đàn 6 nha anh em, đàn 6 chất lượng tốt, giá rẻ, 1 triệu đồng thôi anh em nha. Đàn mình vẫn bảo hành 1 năm bình thường, chẳng có vấn đề gì hết. Tự nhiên chỉ nó vừa có xấu thôi chứ chẳng có vấn đề gì nha anh em nha, bảo hành 1 năm bình thường. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình vẫn để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop.